Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại. Tôi là Phương Dưỡng. Yes. Chúc bạn ngày mới vẻ. Hôm nay tôi sẽ thực hiện clip quay quá trình một ngày tôi đi đá bóng. Thì cái ý tưởng này thì các bạn đã bình luận mấy năm trước rồi, từ 2017, 2018 thì các bạn đã bảo là anh ơi, quay anh đi một buổi đá bóng đi. Thì tôi chưa bao giờ tôi làm. Thì tôi đã lỡ hẹn với các bạn 5 năm trời rồi. Hôm nay tôi sẽ quyết định làm cái ý tưởng này. Thì hôm nay đang có dịp, đó là tôi đi đá bóng một cái trận chung kết ở quê của tôi. Thì tôi sẽ đi quay cho các bạn xem nhá. Và hôm nay tôi sẽ sử dụng cái đôi giày X-Speed Power 1TF này để đi đá bóng. Đấy, lần đầu tiên đá giày chính hãng cho như nào nhá. Khai, tức là cái giày này tôi chưa có đi đá trận nào luôn, vừa mới mua xong. À đúng rồi, nếu mà quay đi đá bóng bình thường thì rất là nhàm chán. Vì vậy tôi sẽ đặt ra thử thách cho tôi, đó là tôi sẽ đi đôi giày này và ghi 3 bàn thắng. Nếu mà trong trận đấu tôi không ghi đủ 3 bàn thắng thì tôi sẽ bị phạt. Đấy, clip như thế thì nó mới hấp dẫn người xem. Thì các bạn nghĩ là phạt gì bây giờ? Phạt gì nhỉ? Nếu mà không ghi đủ 3 bàn thắng trong một trận thì phạt gì giờ nhỉ? Không nghĩ ra được hình phạt. Lâu không làm YouTube giờ đầu óc lú lẫn các bạn ạ. Bắt đầu đến sân thi đấu thì bây giờ tôi sẽ xỏ tất xỏ giày. Thì với đôi giày này thì màu hồng rất là nổi bật các bạn ạ. Nổi bật nhất sân luôn. Như các bạn thấy thì tôi được các bạn nhỏ vây quanh. Thì thường thường tôi đi đá bóng hay đi làm gì thì cũng được các bạn nhỏ luôn luôn ủng hộ tôi. Các bạn nhỏ đến chơi với tôi, chụp ảnh xin chữ ký, thật sự tôi rất là vui. Và cũng rất cảm ơn tất cả các bạn nhỏ đã ủng hộ tôi. Thế bây giờ tôi đang khởi động nha các bạn nhá. Thì các bạn nhìn thấy tôi đi đôi giày mới này có hợp không? Đôi giày này có giá là 3,8 triệu. Đấy. Tôi đi đi kiểu giày đắt ấy, đi cứ phải nhẹ nhàng các bạn ạ. Giày mới lên không dám đi mạnh các bạn ạ. Lúc nào cũng phải nhẹ nhàng, tình cảm đấy, sờ sờ đấy. Không được làm gì có lỗi với đôi giày nhá các bạn nhá. Đấy. Tôi rất lâng lưu những cái vật dụng đồ thể thao của tôi. Đấy, chạy khởi động. Đấy, các bạn thấy tôi chạy đẳng cấp không? Thì đây là tôi bình luận lại thôi nhá. Vì ở sân rất là ồn, vì vậy tôi không ấy được. Đấy, sút. Đấy, các bạn thấy tôi sút chưa? Thử giày, test giày đấy. À, bây giờ vẫn đi lang thang ở đây. Đấy, chuyền, sút, ui giời ơi. À, bây giờ là lúc tôi đang đi kiểm tra xem đội bạn có gian lận cầu thủ không. Vì tôi nhìn thấy rất nhiều cầu thủ lạ. Đấy, tôi đi kiểm tra nhá. Đấy, nhưng mà không có cầu thủ nào lạ cả các bạn ạ. Bây giờ trọng tài đang nhắc nhở là trận chung kết nên đá từ từ bình tĩnh. Vì là một trận chung kết ấy nên phải đá bình tĩnh, không được ẩu đả, không được va chạm. Nói chung là trận chung kết sẽ rất căng thẳng, trọng tài nhắc nhở các bạn ạ. Bây giờ đang chọn sân, chọn bóng. Thì quả bóng trước mặt các bạn là quả bóng Morten ở quán tôi luôn. Quả bóng này ở quán tôi phân phối luôn. Và bây giờ hai đội bắt tay. Đấy, chuẩn bị vào trận chiến. Thì tôi lần đầu tôi quay đá bóng thì tôi không biết là quay kiểu gì nên không bắt được những tình huống con bạn ạ. Ấy, tức là những cái tình huống ấy thì tôi không quay được. Lần đầu quay bóng đá nó hơi bơ ngỡ, có gì các bạn thông cảm nhá. Ấy, tì đè đấy, tôi tì đè đấy. Ôi, sút, chuyền vào. Úi giời ơi, không được. Trận đấu này tôi chỉ quay được một vài tình huống gọi là cơ bản thôi. Chứ tôi, những bàn thắng tôi không ghi, không quay được các bạn ạ. Rất là tiếc khi không quay được những cái bàn thắng. Sút, úi giời. Tôi không quay chuyên nghiệp ấy, nên trận đấu có 10 bàn thắng cơ. Nhưng mà tôi chỉ quay được 1-2 bàn thắng thôi các bạn ạ. Có gì các bạn thông cảm nhá. Lần sau nếu mà quay những trận bóng đá này thì tôi sẽ rút kinh nghiệm. Một trận thắng, trận đấu này có tỷ số là 8-2. Thì tôi chỉ quay được một bàn thôi, 2 bàn thôi. Ấy. Chuyền. Rồi, anh Hiếu ơi, lừa anh Hiếu. Đây, anh số 3 ở đội tôi đá rất là hay, lừa mạnh lắm các bạn ạ. Rồi. Tấn công đi em ơi. Thằng em ngãi này trần trừ quá. Rồi, lừa đi anh Hiếu ơi, lừa đi. Sút. Rồi, tay rồi. Rồi, phạm lỗi rồi. Và tôi ghi bàn này, các bạn chuẩn bị nhìn tới tôi ghi bàn này. Rồi. Ê, lừa quá. Sút vào. Đấy các bạn thấy tôi ghi bàn không? Thì tôi chỉ quay được một bàn thắng thôi. Thì trận đấu này tôi ghi được 2 bàn nhưng mà tôi chỉ quay được một bàn thôi các bạn ạ. Có gì các bạn thông cảm nhá.
Rồi anh Hiếu lừa. Lừa. Sút đối mặt thủ môn. Wow. Rất tiếc đối mặt thủ môn sút ra ngoài các bạn. Nhưng không sao. Tới dưới hôm nay thì đội bạn cũng hơi cáu vì đội bạn thua nhiều bàn thắng quá các bạn ạ. Đội bạn đang rất áp lực khi thua đến 8 quả các bạn ạ. Nên các bạn cầu thủ đội bạn cũng hơi nóng nhưng cũng không sao các bạn ạ. Vui thể thao trong trận đấu phải nhiệt tình như thế thì mới vui. Thì bây giờ đá được một chút của hiệp 2 thì tôi cũng được thay ra để nhường cho các bạn khác đá. Vì trận chung kết mà các bạn đi mà không được đá thì rất là buồn. Vì vậy là thay tôi cũng được rút ra sớm nha các bạn nhé. Thay sớm để cho nhiều người khác vào đá. Vậy là tôi chỉ ghi được 2 quả thôi, thì một quả không quay được, một quả quay được. Thì vậy là tôi đã thất bại trong cái thử thách này. Thì bị phạt gì tôi bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra cơ. Các bạn bình luận xem phạt gì giờ. Thì tôi không hoàn thành thử thách thì bây giờ cho Vinh Tiền Nẻ phạt nhá. Phạt sút bóng vào người anh 5 quả. Ok anh ơi. Thì em sút toàn vào. Nghĩ mãi mới ra, mà đây là băng ngọt nghĩ đó. Bảy quá rồi, bảy rồi, bảy một, bảy một rồi, thắng đậm quá, chung kết mà cách biệt quá, không ngại các bạn, lại thêm bàn nữa làm gì, toàn quả đẹp thôi các bạn, đây quả đẹp không quay được, 8-1 rồi nhưng mà toàn mãi nói chuyện, chả quay được các bạn, 8-2 à, 8-2, 8-2, 8 quả, 8-2 á, không ai chấn thương hay rồi. Cô ơi, hôm nay đá thế nào? Không ghi bàn nào. Thắng mốc. Rồi đây là hình phạt. Hình phạt đấy các bạn ơi. Đứng vào đây. Tôi sợ Vinh Tiền Nẻ sút chắc sút phải 20 quả không tin các bạn. Ôi. Thế một quả thôi. Các bạn ơi, một quả thôi đấy. Ôi. Không vào bạn. Thắng mặt. Quả nữa rồi. Lại cho quả nữa, khuyến mại. Không trúng là đến được anh nhá. Không, điên em không phạt đâu. Em không bị phạt đấy nhá. Cái anh Dương này quả tôi quả tôi úp mưu, úp mưu này. Úp mưu là úp mưu nào? Úp mưu là thành chích núi à? Quả úp mưu quả thế không vào các bạn. Rồi, mày sút xoay không trúng đứt này. Thôi anh ơi. À, không. Làm quả thôi, xin quả thôi. Không, em. Rồi, vậy là tôi bị chịu phạt xong rồi nhá. Vinh Nhẹ sút trúng người tôi rồi. Đấy, buổi đá bóng của tôi đã kết thúc nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn xem clip nha. Hẹn gặp các bạn các clip tiếp theo nha. Xin chào các bạn.